tục nè nhé. Đây, Dũng sẽ làm hết 10 trứng luôn và Dũng sẽ nướng một lần luôn. Má ngồi đây mà khen ngon. Ngồi cho bà mẹ ăn tiếp tục. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Dũng. Ây da, hôm nay sẽ làm cái món gì đây? Thực ra thì hôm nay thì Dũng sẽ làm cái món ăn chơi. Trong cái thời gian này thì cũng là tiếp tục nữa là ở Vĩnh Long quay phim thôi chứ không có làm gì cả. Thì chính vì vậy mà Dũng phải tranh thủ nấu những cái món gì mà nó đơn giản nhất và các bạn thích ăn. Tại vì các bạn biết sao, nếu mà nấu để giống như mà hồi trước đó, nấu bún bò, nấu lẩu, nấu này nọ thì nó mất một cái thời gian rất là dài, phải là ít nhất là 3-4 tiếng đồng hồ. Nhưng mà khi mà chúng ta làm những cái món đơn giản hơn thì nó sẽ nhanh và nó sẽ có mang lại cái hiệu quả hơn là cái sự thèm ăn sự thèm ăn của người xem dành cho cái món của mình. Các bạn cũng biết đó, là hôm nay đó, thì hồi xưa cách đây khoảng chừng năm 90 thì tự nhiên rớt cái mì. Mang để Dũng cài lại, Dũng nói chuyện tiếp. Năm 90, 95 thì Dũng nhớ là ở Sài Gòn á, lúc đó rộ lên một cái phong trào là có một cái nơi mà bán gọi là hột vịt lộn sốt me. Người ta nướng xong ta sốt me ăn rất là ngon. Lúc đó Dũng nhớ là nó chỉ có hình như là 3.000, 2.000 trứng. Nói chung là 1.000, 2.000 thì không nhớ, lâu quá rồi, không nhớ nữa. Mấy chục năm mà Dũng cũng không nhớ. Nhưng mà bây giờ thì như là khoảng 10.000 một trứng. Thì cái món đó trở thành một cái món ăn vặt rất là nhiều các bạn trẻ yêu thích. Kể cả đàn ông hay đàn bà cũng vậy. Và thậm chí là khi mà chúng ta ngồi nhậu thì chúng ta vẫn muốn là có hột vịt lộn. Nhưng mà nếu mà hột vịt lộn nó luộc chấm muối tiêu rồi thì nó cũng thường, đúng không? Hột vịt lộn phải có một cái sự sơ chế thì nó mới hấp dẫn. Thì chính vì vậy mà ngày hôm nay quyết định là chơi một cái món là hột vịt lộn nướng sốt muối tiêu. Đây, hột vịt lộn. Với cái món hột vịt lộn nướng sốt muối thì Dũng sẽ có những cái thành phần các bạn cũng biết rồi. Đây là cái sản phẩm, đây là một cái hỗn hợp mà còn có nước sốt ở trong đây. Thì các bạn biết Dũng làm như thế nào không? Rất là đơn giản. Tỏi, ớt, đâm nhuyễn, muối, tiêu, ớt và tất cả những đường, bột ngọt, nêm tiêu và một nước cốt me trong đó một chút xíu ha, để cho nó có một cái vị chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn và thơm. Và nếu các bạn có một cái thêm một cái nữa là các bạn biết gì không, nếu mà các bạn muốn ngon hơn nữa thì các bạn sẽ cho thêm một ít rượu mơ vô cũng rất là ngon, hoặc là rượu shochu. Rượu shochu mà chúng ta lựa những cái mùi mà chúng ta thích á, dâu, bưởi, cam, táo, nho gì đó tùy, các bạn cho vô một ít đặc biệt rất là hấp dẫn. Và Dũng một lát Dũng sẽ cho rượu shochu vào trong đây một chút xíu, Dũng sẽ nướng thì cái mùi vị nó bốc lên á, thì nó rất là ngon. Nếu mà chúng ta thích thì chúng ta cứ cho vào, mà đặc biệt là xí muội, mà xí muội đặc biệt là những cái trái mơ hoặc là trái mơ cũng được. Trái mơ là trong những cái chai rượu mơ của Nhật á, chúng ta uống hết nước xong chúng ta lấy cái trái đó ra, chúng ta tách ra cái ruột, chúng ta xay sinh tố, chúng ta xay nhuyễn xong chúng ta cho vào đây. Đấy, thì chúng ta sẽ có một cái hỗn hợp như thế này. Rất là hấp dẫn, mùi vị khác nhau, tất cả các mùi khác nhau, các bạn muốn thích mùi nào. Ví dụ như chúng ta buôn bán, chúng ta sẽ làm nhiều mùi, mùi xí muội, mùi mơ, mùi me. Nó rất là nhiều cái chúng ta sẽ giới thiệu thực khách. Và ngày hôm nay thì Dũng sẽ đơn giản thôi, không có gì gọi là hết. Đây là nước sốt muối tiêu, muối ớt, dù là muối ớt đi cho nó chính xác hơn. Và bên cạnh đó thì Dũng có mỡ hành, tỏi phi, rau răm. Xong rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Hôm nay thì Dũng sẽ thích cái mùi này, mùi dâu thì Dũng sẽ cho ít mùi dâu vào trong đây. Một ít thôi nhé, 2 muỗng thôi. Rồi. Đấy. Ô là trời. Nó ngon cực kỳ luôn. Để cho thêm một muỗng nữa. Đó. Xong. Hấp dẫn quá. Ui. Ui. Ngon quá. Oh man. Trời ơi, cái này là thôi tê tái con ngỗng rồi, nó vừa cay vừa thơm vừa nồng. Đấy, đấy,
Đây là cái nước sốt thần thánh của Dũng đây. Nếu mà ai có muốn tham khảo thì inbox cho Dũng, Dũng sẽ chỉ cho. Không có dấu bí quyết. Nó giỡn thôi chứ thực ra thì nó dễ làm các bạn à. Bây giờ thì Dũng sẽ đây. Hôm nay Dũng kiếm được đây 2 4 6 8 10. 10 cái chén. Đã ghê. Đó. Rồi. 10 cái chén nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đập hộp vịt lộn, chúng ta sẽ cho vào đây. Đây xong. Bây giờ Dũng phải bỏ đi cái nước này. Tại cái nước này nó cũng không có. Các bạn biết không, nước thực ra thì cái nước này rất là ngon. Nước hộp vịt lộn mà thì thường thường người ta ăn là người ta sẽ húp cái nước này trước. Đó. Nhưng mà thôi, hôm nay thì chúng ta là làm món này thì chúng ta không có lấy cái nước này làm cái gì hết, chúng ta sẽ bỏ đi. Rồi xong. Đấy. Bây giờ bước tiếp theo nữa là các bạn biết Dũng làm cái gì không? Đây. Đây, đây. Lên. Thực ra thì một ít thôi. Ít thôi, đấy. Rồi xong. Và bây giờ thì để lên. Đấy, các bạn biết không, lâu lâu thỉnh thoảng thì chúng ta chơi những cái trò chơi này rất là vui. Tại vì trong gia đình chúng ta thì các bạn cũng biết là nhiều khi mình làm barbecue á, cái xong cái mình cũng làm như vậy thì mình nướng xong cái mọi người thích thì mọi người ai thích thì cứ lấy là lấy một chén ăn. Đó, nó không có gì hết, rất là ngon, rất là hấp dẫn. Rồi. Ấy da, ôi trời, chút xíu là văng rồi. Chút xíu là lên đường rồi. Đó, thế này. Rồi, bây giờ chúng ta cứ để đó. Trong cái khoảng thời gian này thì Dũng sẽ bạn mới thấy qua đây. Dũng sẽ sắc rau răm. Đó. Bây giờ thì tất cả những cái phần mà hộp vịt của Dũng thì nó đã sôi hết rồi. Bây giờ Dũng sẽ cho thêm tổ phí. Đây xong. Bước tiếp theo Dũng thì mở hành vô. Thêm mỡ hành nhiều nó ăn nó mới ngon các bạn biết không? Này là phải có mỡ hành nhiều. Thứ hai nữa là các bạn sẽ thấy Dũng thiếu một cái nguyên liệu. Một cái nguyên liệu mà các bạn thường thường là hay sử dụng trong cái món ăn này, nhưng mà Dũng thì Dũng không thích nên Dũng không làm. Còn nếu như ai
thích làm thì cứ việc bỏ thôi nhé. Tại vì các bạn mới xong nấu ăn mà, mình phải nấu theo cái sở thích của mình trước tiên đó. Mà nấu mình ăn ngon thì người khác mới ăn ngon được. À. Rồi bước tiếp theo nữa. Rào răm. Má ngồi là mất khen ngon. Ngồi cho bà mẹ ăn tiếp tục nữa. Thực ra các bạn biết không, sau khi mà Dũng làm như thế này nè, Dũng ép nhà Dũng ăn, tôi nói điên đảo luôn mọi người, ăn tôi nói ăn xỉu lên xỉu xuống vậy đó. Có nhiều người bây giờ bà chị Dũng bây giờ nói tao không ăn nổi nữa, giờ tao kết thúc sự nghiệp ở đây, quá mệt rồi đấy. À, các bạn thân mến, tại sao mà Dũng nói Dũng thiếu một nguyên liệu, đó là đậu phộng. Thực ra giữa đậu phộng và tỏi phi á, Dũng vẫn thích ăn tỏi phi hơn. Tại vì sao? Tỏi phi nhà chúng ta phi á, lựa cái tỏi mà cu đơn á, băm nhuyễn ra phi rất là thơm, rất là ngon. Và ăn tỏi thì nó có rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Chúng ta đừng có phi nó cháy quá, vừa vàng tới thôi thì nó sẽ rất là ngon. Nếu mà giữa đậu phộng và hành phi nó chúng ta bỏ chung nữa thì nó sẽ không ngon. Một trong hai, một là bỏ đậu phộng, không bỏ hành tỏi phi. Chính vì vậy Dũng thích tỏi phi hơn, Dũng bỏ tỏi phi. Còn ai muốn bỏ đậu phộng thì cứ bỏ nhé. Thử nha. Bây giờ thử một ý dơ. Ý dơ. Trời đất ơi. Ngon quá. Ôi là trời. Thử cái trứng bên đây nữa. Thử hết. Đây. Đây cái phần thôi, cái phần lòng trắng. Đấy, cái phần. Trời ơi, cái gì này hứng nè. Ngon quá. Trời ơi. Ăn cái kiểu này chắc chết quá. Các bạn thân mến. Ôi cha mẹ ơi. Thực ra cái món này á, là Dũng biết làm. Tại nó đơn giản lắm mọi người thấy không. Nó chỉ là nướng thôi. Và sau đó thì cho cái gia vị lên từ từ thì thôi thôi. Nó rất là đơn giản. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất á, là có đủ can đảm đi nướng không. Nó nóng quá, nó mệt mỏi lắm, nó rất là chi tiết từ nhỏ đó. Nhưng mà Dũng đã làm xong cái món này mà lâu lắm rồi Dũng mới ăn lại. Thật sự là nó ngon quá. Thật sự là rất là ngon. Cái món này mà nhậu bia rất là bắt, bắt cực kỳ luôn. Uống bia ha, ăn này uống này vô, ăn này vô. Trời ơi, đã vô cùng. Và đặc biệt là nếu mà mùa mưa nữa mà chúng ta xử cái món này rất là hấp dẫn. Món hột vịt lộn nướng với muối ớt. Đến đây xin tạm dừng ở tập này và Dũng xin chúc cho các bạn sẽ thực hiện cái món này thật là ngon cho gia đình mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở số sau.